Kính chào quý vị và các bạn. Phương Ly rất hân hạnh khi được đồng hành cùng với quý vị để cập nhật những thông tin trong nước nổi bật trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Mạng xã hội đang lan truyền một đoạn video ghi lại hình ảnh nhóm học sinh tại một trường cấp 2 ở Tuyên Quang dồn nữ giáo viên vào tường và ném dép vào cô giáo. Sự việc gây bức xúc trong dư luận bởi những hành vi thiếu giáo dục của nhóm học sinh đối với người dạy dỗ mình. Trong đoạn video được đăng tải, trước những hành vi thiếu giáo dục của nhóm nam sinh, nữ giáo viên này không dám chống cự mà chỉ dùng điện thoại để ghi lại. Thậm chí một học sinh trong lớp còn nằm lăn ra đất nhằm vu oan cho giáo viên có hành vi không phải với mình. Kèm với đó là những tiếng chửi tục, cười đùa của nhiều học sinh. Ngay sau khi sự việc trên xảy ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản chỉ đạo nóng, yêu cầu xử lý nghiêm minh vụ học sinh ném dép vào giáo viên ở Tuyên Quang, theo video được lan truyền trên mạng xã hội vừa qua. Văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thứ trưởng Ngô Thị Minh ký khẳng định một nhóm học sinh trường Trung học cơ sở Văn Phú, huyện Sơn Dương đã có hành động bạo lực, vi phạm đạo đức nghiêm trọng đối với nữ giáo viên. Bộ đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang tiếp tục chỉ đạo xác minh, làm rõ vụ việc. Trên cơ sở đó, có hình thức xử lý nghiêm khắc theo đúng mức độ vi phạm với các cá nhân và tập thể liên quan, bao gồm giáo viên, học sinh, lãnh đạo trường, đơn vị quản lý giáo dục huyện và các cá nhân đơn vị liên quan khác. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang thông báo kết quả về Bộ trước ngày 29 tháng 12. Với các Sở Giáo dục và Đào tạo khác, Bộ yêu cầu rút kinh nghiệm sâu sắc từ vụ việc, đồng thời tập trung tăng cường công tác quản lý và đánh giá giáo viên, xây dựng đội ngũ nhà giáo, tăng cường kỷ cương trường học, xây dựng văn hóa học đường. Bộ cũng yêu cầu các trường cần giáo dục tư tưởng đạo đức lối sống cho học sinh, phối hợp chặt chẽ với gia đình và các cơ quan tổ chức có liên quan trong việc quản lý giáo dục học sinh. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại hình ảnh một cô giáo sau khi kết thúc tiết dạy âm nhạc bị nhóm học sinh lớp 7 liên tục chửi tục, ném giấy rác vào người. Khi giáo viên xách túi rời lớp thì các học sinh chốt cửa lại, không cho ra ngoài. Tiếp đó, một học sinh dùng dép ném vào đầu cô giáo. Chưa dừng lại, nhóm học sinh này còn hỗn xược, dồn cô giáo vào góc lớp, rồi hò reo chửi bới, cười đùa, xúc phạm cô giáo của mình. Đặc biệt, hành vi của một nam sinh liên tục dùng vai hích vào người cô giáo, ghé sát mặt dọa nạt, sau đó nằm lăn ra nền gạch, vu oan cô giáo đánh mình. Trước hành vi ngang ngược của nhóm học sinh này, nữ giáo viên không dám chống cự, chỉ dùng điện thoại để ghi lại sự việc. Đỉnh điểm là trong khung cảnh hỗn loạn, bất ngờ một học sinh đã dùng dép ném trúng trán nữ giáo viên, khiến cô nằm bất động. Nhóm học sinh này tiếp tục hò reo rất phản cảm. Toàn bộ sự việc trên được một học sinh quay lại. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, sau sự việc, nhà trường đã tổ chức họp toàn thể giáo viên và phụ huynh học sinh lớp 7C và lớp 6A, tuyên truyền đến các bậc phụ huynh phối hợp với nhà trường, giáo dục đạo đức học sinh, không để xảy ra sự việc như trên. Ủy ban Nhân dân huyện cũng đã chỉ đạo nhà trường xem xét giải quyết sự việc, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục xác minh giải quyết, xem xét xử lý đối với cá nhân tập thể liên quan tới vụ việc. Sau khi có kết quả giải quyết, Ủy ban Nhân dân huyện sẽ có báo cáo gửi lên Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan theo quy định. Chiều 5 tháng 12, liên quan tới đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại cảnh một cô giáo của trường Trung học cơ sở Văn Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, ngất xỉu khi bị nhóm học sinh lăng mạ, ném đồ vật vào người. Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Dương đã có báo cáo về vụ việc gây bức xúc dư luận này. Qua kiểm tra xác minh, cơ quan chức năng huyện Sơn Dương làm rõ, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 29 tháng 11, tại trường Trung học cơ sở Văn Phú, vào giờ học tiết 3 môn âm nhạc ở lớp 7C do giáo viên Phò Thờ Hát trực tiếp giảng dạy. Khi đến giờ vào lớp, có một số học sinh vẫn ở ngoài chưa vào lớp học nên cô Hát đã nhắc nhở thì có một vài học sinh phản ứng. Khi tiết học bắt đầu thì có một số học sinh xin ra ngoài nhưng cô Hát không đồng ý và sau đó giữa giáo viên và học sinh có những khúc mắc trong giờ học. Sau giờ dạy 3 tiết của lớp 7C, cô Hát sang dạy tiết 4 tại lớp 6A. Sau tiết học, một số em học sinh lớp 7C đã sang lớp 6A tiếp tục có phát ngôn và hành vi thiếu chuẩn mực đối với cô giáo Hát như nói tục, hành vi xúc phạm giáo viên, quay video và đăng tải lên mạng xã hội. Trước sự việc này, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Dương, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Công an huyện Sơn Dương và các cơ quan chức năng đã làm việc và yêu cầu trường Trung học cơ sở Văn Phú kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của giáo viên, học sinh và đề xuất biện pháp xử lý theo quy định. Đồng thời, trường Trung học cơ sở Văn Phú đã tổ chức họp toàn thể giáo viên và phụ huynh lớp 7C, 6A để tuyên truyền đến các bậc phụ huynh phối hợp với nhà trường, giáo dục đạo đức học sinh không để xảy ra sự việc như trên, yêu cầu giáo viên và học sinh liên quan viết tường trình sự việc, xác định rõ mức độ vi phạm để xem xét xử lý theo quy định. Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài khoảng 4 phút ghi lại một nhóm học sinh văng tục
và quay lại ném đồ vào người một giáo viên ngay tại lớp học. Khi giáo viên xách túi rời lớp học thì các học sinh đã chốt cửa lại, không cho cô ra ngoài. Khi giáo viên này tìm sang cửa khác cũng bị học sinh chốt cửa tiếp và giáo viên này đã ngất xỉu ngay tại lớp khi bị học sinh ném dép vào mặt. Ngày 22 tháng 11, ông Trần Văn Vương, xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cho biết con trai ông là T.V.V, sinh năm 2008, bị 30 bạn học hành hung, không thể thi vào lớp 10, nay đã có kết luận điều tra của Công an huyện Lệ Thủy. Theo đó, Thượng tá Nguyễn Như Lam, Phó Thủ trưởng Cơ quan Điều tra Công an huyện Lệ Thủy đã ký công văn thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm. Thông báo kết luận, quá trình kiểm tra xác minh xét thấy, người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội chưa đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Căn cứ khoản 3 điều 157, khoản 1 điều 158 Bộ luật tố tụng hình sự, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lệ Thủy kết thúc điều tra và ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Theo ông Trần Văn Vượng, cha cháu V, kết luận này không thỏa mãn tâm lý của gia đình. Cháu V bị hành hung từ lớp 6 đến lớp 9, dẫn đến chấn thương 23% tâm lý, không thể thi vào trung học phổ thông, hiện thất học mà không một ai chịu trách nhiệm là rất đau lòng. Trước đó, cuối tháng 9 năm 2023, Thượng tá Nguyễn Như Lam cũng ký công văn gửi thông báo kết luận giám định tâm thần đối với con trai ông Vương do bị hành hung tập thể trong trường trung học cơ sở Hưng Thủy. Kết luận nêu rõ tỷ lệ tổn thương cơ thể xác định ngày 28 tháng 8 năm 2019 của Bộ Y tế là 23%. Sau hơn một tháng điều trị, cháu V giảm xuống 21%. Trong một diễn biến liên quan, Ủy ban Nhân dân huyện Lệ Thủy đã điều chuyển ông Võ Huy Thuật, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Hưng Thủy, nơi xảy ra bạo lực học đường từ lớp 6 đến lớp 9 đối với cháu V, về làm hiệu trưởng trường trung học cơ sở Cam Thủy, xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy. Trước đó, trong tiệc chia tay học sinh lớp 9, vào ngày 3 tháng 6, em TVV, sinh năm 2008, học sinh lớp 9C, trường trung học cơ sở Hưng Thủy, đã bị một nhóm bạn khối 9 đưa ra sau khu vực nhà vệ sinh, hành hung hội đồng. Cha của em V, ông Trần Văn Vương, sinh năm 1976 cho biết, cháu quá hoảng loạn và trầm cảm nặng nên gia đình đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế điều trị và không thể tham gia thi vào lớp 10. Liên quan đến vụ việc này, Ủy ban Kiểm tra huyện Lệ Thủy đã vào cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm theo quy định của Đảng đối với chi ủy chi bộ trường trung học cơ sở Hưng Thủy, ông Võ Huy Thuật, bí thư chi bộ, hiệu trưởng và bà Võ Thị Hòa, phó bí thư chi bộ, phó hiệu trưởng. Ủy ban Kiểm tra huyện Lệ Thủy cho rằng sự việc đã gây ra dư luận không tốt, ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường và ngành giáo dục huyện nhà. Tuy nhiên, những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm này chưa đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật. Ủy ban Kiểm tra huyện Lệ Thủy đã yêu cầu chi ủy chi bộ, bí thư chi bộ, hiệu trưởng và phó bí thư chi bộ, phó hiệu trưởng kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm. Tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 9 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình tổ chức, trước câu hỏi về vụ việc cháu V bị bạo lực học đường lâu năm, hiện thất học, tâm lý hoang mang, huyện Lệ Thủy chưa giải quyết ổn thỏa, ông Hồ An Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp trả lời. Nếu Ủy ban Nhân dân huyện Lệ Thủy có đơn đề nghị đặc cách cho cháu V lên cấp 3, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ sẵn sàng xem xét đặc biệt. Tuy nhiên, khi gia đình cháu V làm đơn, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình có văn bản cho rằng trường hợp cháu V không thuộc diện đặc cách vì cháu không thi vào trung học phổ thông, đồng thời động viên cháu ôn thi trở sang năm. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn đừng quên theo dõi kênh YouTube của Báo Sài Gòn Giải Phóng để cập nhật thêm những thông tin hữu ích khác. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.